Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô. Vũ Duy Ô Tô chuyên bán những dòng xe Ford EcoSport. Vâng, tất cả những dòng xe cứ có tiền là em bán hết. Ford EcoSport 2017 bản Titanium. Vâng, một chiếc xe số tự động, động cơ máy xăng 1.5, kịch kim đồng hồ, biển Hải Phòng 15A33623. Xe chính chủ biển số Hải Phòng luôn đấy các bác nhá. Và dòng Ford EcoSport này là một dòng xe của Ford được tích hợp cực kỳ nhiều công nghệ luôn. Và đây là một chiếc xe máy xăng SUV gầm cao, cỡ nhỏ trong đô thị. Những bác nào mà nói thật các bác là xe này thì bác nữ đi là hợp hơn. Vâng, bác nữ sẽ đi hợp hơn những chiếc xe này. Thế còn đây là một chiếc xe 5 chỗ ngồi, gầm cao, cơ động và rất là tiện lợi luôn. Và ở bên em Vũ Duy Ô Tô thì chiếc xe này vẫn còn trả góp nhá. Như con này thì các bác có thể bỏ ra số tiền khoảng tầm 180 cho đến 200 triệu thì các bác có thể sở hữu ngay được con xe này rồi, trả góp trên toàn một số tỉnh thôi. Còn đâu là chiếc xe này nếu các bác trả thẳng thì nó sẽ khoanh ở khoảng tầm 465 triệu. Vâng, Ford EcoSport 2017 bản Titanium được tích hợp rất nhiều công nghệ đấy, hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ chống trơn trượt, khởi hành ngang dốc và rất nhiều các cái tích hợp trên xe, ví dụ như là hệ thống đèn bi cầu, bi gầm, rồi hệ thống la răng đúc thể thao, lốp dày, và con này là một chiếc xe bản lốp treo có cửa sổ trời các bác nhá. Nội thất bên trong xe hay là cũng như là lớp sơn bên ngoài xe thì đều là nội thất zin và xe thì khá là cứng và đẹp đấy. Các bác nhìn cái form xe như thế này các bác sẽ hiểu về chất xe rồi. Thế còn đâu thì em sẽ tí sẽ đi chi tiết từng cái phần của chiếc xe này để cho các bác cùng đánh giá trải nghiệm về chiếc xe. Cảm biến lùi phía đằng sau xe, camera lùi hỗ trợ tích hợp rất nhiều công nghệ. Và đặc biệt là đây là một chiếc xe rất là thể thao với lốp treo theo xe đấy. Các bác nhìn về form dáng, kiểu dáng của xe đó, thì nói chung là đây là một chiếc xe theo kiểu thể thao sport đấy. Có các chế độ lái và con này thì có thể sử dụng cái hệ thống điều hành sinh 2. Thì cái này cũng là hệ thống cơ bản. Vâng. À, xin lỗi các bác, hệ thống sinh thôi chứ không phải là sinh 2. Vâng. Đầu tiên thì các bác hãy nhìn mặt catalang ạ. Con này thì đảm bảo bao cam kết cho các bác nhá, là xe zin, không có lâm đụng, không ngập nước. Đấy, logo thì hơi nhỏ một chút và các cái nẹp chỉ của xe thì nó không to mà nó chỉ nhỏ nhỏ theo cái kiểu dáng của xe thôi. Thế còn biển số các bác nhìn này, rõ ràng sắc nét luôn, 33623 cũng là một biển số cũng rất là đẹp. Đấy, cản trước là xe thì không có chảy xước nhá. Xe này thì các bác cứ nhìn đi ạ. Vâng, không hề có đâm đụng. Đấy, rõ ràng luôn, lớp sơn của xe thì khá lồi lượt. Và đặc biệt là hệ thống đèn bi gầm này, rồi hệ thống đèn pha, halogen. Cái đèn này, đây, con này vừa mới rời mưa về nhà em nhá. Đây các bác nhìn này, pha bóng sáng luôn. Đấy, đèn pha hai mắt bên, bóng sáng. Lớp sơn thì zin, con này thì sơn zin của nó lên 90%. Đấy, tôn rất dày luôn, chắc chắn tôn dày. Kiểu dáng luật là và... cái phần tai gương ấy thì nó có xi nhan tích hợp các bác nhá, tai gương tích hợp và có cái phần góc cạnh. Kính thì zin cả xe rồi. Và con này thì hạn đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023 luôn, còn rất là dài cho các bác. Đấy. Hệ thống sườn này các bác này, nhìn này. Đấy, sơn sườn đấy ạ. Tôn vỏ này, căng và không hề có lượn sóng nhá. Xoay gương được luôn. Đấy. Con này thì thiếu cái bậc để chân, nhưng mà cái dòng này thì nó thực sự là nó không dùng đến, không cần thiết ạ. Tay nắm cửa thì đã được ốp bọc mạ chrome sáng bóng. Và nội thất bên trong xe là nội thất zin. Nội thất zin của bản EcoSport thì nhìn nó ra nó cao cấp và có cả túi khí trên ghế luôn. Đấy, có con này thì có tổng của nó là 6 túi khí các bác nhá. Có 2 túi khí ở vô lăng và túi khí bên người phụ. Còn túi khí ở ghế thì là 2 cái. Bên túi khí ở dọc cột, trên cột trên ấy, là tổng thành 4 cái. Vâng, túi khí an toàn, một chiếc xe đã được trang bị tích hợp rất nhiều công nghệ, có cả màn hình Bisonic luôn. Đấy, tiện lợi cho giá tiền thì đã vô cùng rẻ. Vâng, xe chất giá tiền rẻ, mềm. Đấy, keo chỉ luật là các bác nhìn này. Keo chỉ luật là, xe cứng. Nói chung là xe này thì đảm bảo bao cam kết trước mắt zin nên các bác cứ yên tâm nhá. Vâng, xe đẹp, thoải mái luôn. Và con này thì bên em thì có thể vận chuyển toàn quốc cho các bác, mà tùy địa phương thì ta sẽ cũng tiến hành bán giá riêng thôi ạ. Đấy, các bác nhìn ạ. Đấy, hệ thống gầm này. Sàn, con này thì nói chung là sàn thì cũng chỉ là sàn đơn giản thôi, sàn cao su đơn giản chứ cũng không có
đặc sắc gì cả, tapi sạch sẽ, keo chỉ zin, không đâm đụng, và cửa mở cánh sau thì đây, ấy chà chà, mình bấm nhầm, ui, con này đang khóa cửa ở trên kia rồi, em sẽ mở cửa sau như bằng cái này, và chìa khóa tích hợp. Đấy, đã mở. Vâng, rất là đơn giản luôn. Đấy. Cửa này các bác yên tâm, đây, các bác nhìn này, keo chỉ của nó còn zin nguyên này. Đấy. Xe đẹp cứng cáp luôn. Và đương nhiên là tiền nào của đấy thôi, xe cứng thì giá nó sẽ phải cứng hơn một chút. Đây, đồ nghề tháo mở của xe thì còn nguyên đây. Đấy. Và cái thấm thảm che xe, sàn xe này, các bác nhìn này. Vâng, rất đẹp. Đó. Bản lề này, sơn zin hết nha các bác nhá. Sơn zin màu đỏ, sơn zin này. Đấy. Bên trên này cũng thế này. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng, bình hàn của nó còn nguyên nhá. Vâng, tất cả các chi tiết của xe đấy đều zin hết. Nên các bác yên tâm. Về thì các bác chỉ có việc đi thôi, sử dụng thôi, rất là an toàn và yên tâm. Và con này thì bên em sẽ hỗ trợ trả góp cho các bác luôn nhá. Nên là các bác cứ yên tâm, chỉ bỏ ra một cái số tiền thì khoảng hơn 200, loanh quanh 200 thôi. Còn đâu là còn lại thì ngân hàng giải quyết hết cho các bác. Đấy, body cản sau có nhá, body đôi, chủ cũ lắp thêm này. Đấy, lắp thêm. Còn camera lùi đằng sau đây. Đấy, cảm biến phía đằng sau thì có 4 vị trí mắt, cũng rất là tiện lợi cho các bác. Và hệ thống đèn hậu thì sắc cạnh. Đấy, đèn hậu sử dụng bóng tròn. Đấy, bên này thì cũng là lốp đây các bác nhỉ. 2017 thì xem có phải lốp zin hay không nhá. Ai chà, quả này zin này các bác ơi. Đấy, 2017 quả zin này. Đấy, lốp dày, đấy, lốp chạy một lần nữa khác ngay. Nhìn đúng lốp hãng rồi. Đây, keo chỉ đây. Đấy, keo chỉ đây. Và tapi sạch sẽ, xe cứng cáp rồi. Và dòng này thì được cái không gian bên trong của hàng ghế thứ hai cũng rất là rộng, tiện lợi vô cùng. Và có cửa sổ trời đây. Một chiếc xe bản thể thao thì không thể thiếu cái cửa sổ trời được rồi. Vâng. Cánh trên. Và ghế hàng lái thì các bác nhìn ạ. Vâng, ghế hàng lái thì nó sử dụng cái ghế da cao cấp, là con này ghế chỉnh cơ thôi, không phải chỉnh điện. Đấy, túi khí an toàn quá hết nha các bác nhá. Vâng, và vô lăng thì đúng đặc trưng của dòng Ford rồi. Đây các bác nhìn này, vô lăng này, đặc trưng luôn. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí an toàn. Đấy, logo đây. Và cái này thì đây, xe đi ít nên là các cái chi tiết của nó còn chưa hề mòn, chưa hề có mòn một chút nào luôn. Đây cái này có một tí chảy chảy nhẹ này, không vấn đề gì. Đấy nhá. Còn các bác nhìn nào. Đề nổ start top này. Đấy, đề nổ start top, đề phát nổ ngay và máy rất là êm. Đấy, và xe thì không có báo lỗi nhá các bác nhá. Đấy. Xe không hề báo lỗi luôn. Đồng hồ hiển thị rõ ràng, đồng hồ số rõ ràng luôn. Đấy. Và với cái tầm tiền giá cả thì vừa phải, một chiếc xe chỉ có loanh quanh hơn 4 đồng thôi. Nhưng các bác đã sở hữu một chiếc xe ngon, nói chung là được cái là tiết kiệm nhiên liệu và dòng xe này nó chạy rất là bền. Đấy, màn hình Bisolix lắp rồi. Đấy, về các bác chỉ việc đi thôi. Điều hòa auto nhá các bác nhá. Bản Titanium thì sẽ sử dụng điều hòa auto. Và cần số này, cần số tự động của xe đây. Các bác nhìn ạ. Và số má gãy rõ ràng. Đấy, xem là có cam lùi nhá. À chà, cam lùi hiển thị rất là sáng luôn. Cam 360 độ. Đấy. Và cổng sạc các thứ thì có hết, USB này, cổng sạc này. Và nhưng mà con này thì vẫn sử dụng tay phanh, chứ nó không sử dụng phanh tay điện tử như dòng của xe Hàn. Thế nhưng mà đấy nó cũng rất là ok rồi. Cửa sổ trời hoạt động hoàn toàn bình thường, nỉ đẹp sạch sẽ. Bây giờ ta sẽ đi đến khoang máy nhá. Con này thì sử dụng động cơ 1.2, bật đèn auto này. Con này có đèn pha auto. Đấy, đèn pha auto này. Và các cái chế độ còn lại của xe thì cũng là các cái chế độ đèn đi sương mù các thứ là có hết, em sẽ bật hết lên. Sau đó ta sẽ cùng ra khoang cốp để xem là cái đèn pha nó như thế nào. Đấy. Còi thì to rõ ràng, nghe âm thanh rõ ràng luôn. Đây các bác nhỉ, pha cốt này. Đấy, đèn định vị này. Ai chà chà, con này bị mất một mắt ở bên này rồi. Cái này thì em sẽ kiểm tra và thay thế cho các bác nhá. Đấy. Cứ phải kiểm tra đầy đủ, nói chung là cứ có sao bán vậy thôi. Mình cũng không có gì phải giấu giếm cả. Đấy, buôn bán giờ nó công khai rõ ràng lắm các bác. Vâng, làm ăn nó cứ phải chuẩn chỉ. Nắp capo này, con này các bác nhìn này, khoang máy của nó rất là sạch sẽ và đem bóng lừ luôn nhá.
Vâng, xe này thì một chiếc xe cũng ít đi, ít sử dụng. Thế nên là khoang máy của nó rất là sạch. Vâng, động cơ máy 1.5 tiết kiệm nhiên liệu bền lành. Đấy, ABS phía trong kìa, vâng. Đấy, ABS. Và chiếc xe này thì nó là một chiếc xe mà sử dụng hệ thống lái điện đấy các bác nhá. Vâng, lái điện chứ không phải là lái dầu đâu. Thế nên là lái cảm giác nó cũng khá là nhẹ nhàng, êm ái chứ không hề nặng nề. Đấy, hệ thống dầu phanh an toàn. Ắc quy thì con này ắc quy khá là to, dòng to khỏe luôn. Chứ nên là các bác cứ yên tâm về cái việc là nổ nước các thứ là ok rồi. Còn phần keo chỉ cabo này. Đấy, rồi sườn đầu tai đây, sườn tai răng này, tai đèn này, tất cả các chi tiết này thì có là gần như mới tinh luôn. Vâng, xe đi ít thực sự luôn, không hề có phải lỗi lầm gì cả. Đó. Úi chà. À, các bác ơi, logo các thứ nó còn nguyên như này mà. Đấy, xe rất là cứng cơ. Cứng cáp, xe chắc chắn. Đấy, máy gầm thì ngon, tiết kiệm nhiên liệu. Giá thì lại mềm quá. À, thật sự là với cái tầm hơn 400 thì cũng mua được rất nhiều các dòng xe. Thế nhưng mà để mà kiếm được một con EcoSport bản Titanium mà đời 2017 đẹp như thế này thì cũng thực sự là đây là một chiếc xe khá là khó kiếm tìm đấy ạ. Vâng, nếu mà ai mà yêu thích cái dòng EcoSport thì không nên bỏ qua chiếc xe này. Một chiếc xe bao cam kết cho các bác còn zin nguyên, không lỗi lầm, không đâm đụng, không ngập nước. Đấy, chạy cực lành và bền luôn. À, bây giờ thì em với quý vị các bạn sẽ cùng đánh võng ra ngoài đường một đoạn để cùng xem về chất xe nhá. Để xem là cái con này nó vận hành như thế nào. Vâng, một chiếc xe tốt thì không thể thiếu được cái khoản vận hành kiểm tra xem là nó có được tích hợp với nhiều công nghệ không. Ui giời, kính điện 4 cánh, đóng cửa phát, nói thật các bác là gần như là không nghe tiếng gì luôn. Không nghe tiếng gì ngoài đường luôn đấy ạ. Vâng, quá là êm. À, em sẽ cải số lùi. Sau đó thì ta sẽ lùi. Đầu tiên là cam lùi nha các bác nhé. Cam lùi có cảm biến xung quanh xe. Đấy, thế nên là cũng rất là yên tâm. Để mình đi như thế này thì sẽ an toàn hơn, yên tâm hơn cho chiếc xe của mình. Ui xa, lái thì rất nhẹ nhàng, đúng là lái điện nó khác, sở sướng hẳn con người. Gạt mưa thì rất là sạch, điều hòa mát lạnh luôn. Đấy, với cái tầm tiền thì xe này thì lại rất là rẻ. Vâng, chỉ loanh quanh là 400, hơn 400 thôi. Còn bác nào mà trả góp thì con này chỉ rơi bỏ ra một cái số tiền chỉ khoảng hơn 200 là các bác đã sở hữu ngay được chiếc EcoSport bản Titanium này rồi. Đấy, xe rất là đẹp, nội thất gần như là mới tinh. Sơn zin của xe thì còn đến 95%. Vâng, đấy các bác nhỉ? Xe vận hành rất là trơn tru luôn nhá. Đấy. Ui xời. Đấy, mình ra đường thì mình nhường cho những cái xe đi ngoài kìa. Bây giờ các bác chứ 400 thì hơn 400 thì nhà nào cũng có. Nếu các bác trả góp thì chỉ khoảng hơn 200 thôi. Nhưng mà khi mà các bác bỏ một cái số tiền như thế ra thì các bác đi xe máy đấy ạ. Đỡ phải mưa nắng. Đây các bác nhìn nhỉ, những người mà người ta đi xe máy rất là vất vả, và thời tiết mưa gió như này, việc cái sắm một cái ô tô cho gia đình là một cái sự lựa chọn thực sự là đúng đắn luôn. Và những bác nào mà yêu thích kênh của em Vũ Duy Ô Tô, hay là muốn mua những chiếc xe mà em Vũ Duy Ô Tô báo giá hàng ngày á, thì các bác hãy điện thoại ngay cho em Vũ Duy Ô Tô qua số điện thoại 0869158926 nhá. Vâng, cửa hàng em thì có mặt tại Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Còn như đây là cơ sở 2, bên em là Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm em Vũ Duy Ô Tô. Các bác cứ lên Google hoặc là các bác có điện thoại cho em thì em sẽ chỉ cho các bác. Vâng, cửa hàng ngay trên trục đường 10 luôn, rất là tiện lợi, tìm kiếm rất dễ dàng. Và nói chung là các bác đến xem xe thì chắc chắn là sẽ có hỗ trợ cho các bác tiền đi lại, rồi các cái khoản chi phí phát sinh. Đấy, cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe tuyệt vời hơn nữa. Xin chào tạm biệt các bác. Đấy, con này nói chung là công nghệ tích hợp đầy đủ, an toàn hàng đầu, thiếu cái gì. Đấy, bó cua tốt, con này bó cua rất nhỏ luôn nhá, không hề cua góc rộng một chút nào luôn, linh hoạt tiện lợi trong khu vực đô thị. Đấy, và con định vị điều hướng này xem này có dùng được không. Đấy, chà, những cái này thì chức năng này đều hầu như là phải cắm sim hết các bạn, chứ không phải tự nhiên mà nó đi được đâu, mà nó sẽ phải có cắm sim hoặc là có định vị.
ví dụ như là Vitel này là kiểu gì cũng chạy đấy, cái tích hợp đấy các bạn. Vâng, là Vitel. Nói chung là trời mưa này đi xe này sướng hẳn cuộc đời rồi, đóng cửa lên thì gần như là ngoài đường không biết là làm cái gì cơ, êm. Xe chạy rất chắc chắn luôn, hệ thống đèn pha của xe thì cũng rất là sáng nha các bác nhé. Xin chào tạm biệt các bác, không có lỗi lầm gì. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.